tướng quân cao giọng quát lớn đồ ngốc các ngươi không biết làm gì cả hãy tránh sang một bên để ta mài cho vị tướng liền bắt tay vào mài ngọn giáo chuẩn bị trước khi ra trận như lưỡi giáo màu đỏ đã dỉ xét vì lâu ngày không dùng ngọn giáo đã bị bị gãy làm hai vừa sợ hãi vừa thất thần binh lính thì đã tiến đến thành lửa khói mù mịt khắp nơi người em trai liền gọi là vô dụng nhưng vị tướng quân cô đơn bất lực cuối cùng lại tìm cách đào lỗ cho trốn thoát khỏi đây tuy nhiên chỉ cách đây nửa năm vị tướng quân vừa thắng trận trở về cao ngạo đến mức nào hàng trăm quan lại cả dân lẫn đội quân đều chờ đợi bên kia chạy đến chúc mừng trong bữa tiệc mừng tất cả thuộc hạ lần lượt đưa ra lời khen ngợi và khi một vị tướng tỉnh táo trong thiên hạ hỏi kẻ thù có dám tấn công lần nữa không vị tướng này nhìn chằm chằm vào ông ta rồi ông ta thi đấu võ công như hạng vũ hắn ngay lúc đó giơ cao cái kiềng ba chân bằng đồng nặng 800 trăm bắn rơi chiếc chuông cách đó vài trăm mét giống như lý quảng được một đám quần thần vỗ tay hoan hô ai là anh hùng mạnh nhất trên thế giới Chủ nhân quen khoe khoang về sáu con ngựa và thổi gió cầu vồng ngay lập tức lấy lại tinh thần và khen ngợi tướng quân. Đây là khởi đầu của sự phấn khích của tướng quân và thậm chí còn vô đạo đức hơn khi uống rượu say. Từ đó về sau, vị tướng tin rằng thế giới hòa bình, không cần khổ luyện mỗi ngày, cho dù gà trống gáy múa gọi tướng quân, hắn vẫn thản nhiên cầm vò rượu, trong lúc tuyệt vọng, trực tiếp nhét gà trống vào vò rượu, leo lên giường và tiếp tục ngủ ngon lành. Tiếng tù và trong buổi luyện tập hôm đó đã đánh thức vị tướng đang say ngủ và ông lập tức được phục vụ một cái móng heo to tướng, sau đó ông còn lớn tiếng khiển trách cấp dưới rằng sự chăm chỉ của mình hàng ngày như thế này. Tên khốn, quan, ngươi chắc chắn đã thắng trên biển, còn có loại binh lính nào? Đó là tất cả. Dưới sự ủy oải của tất cả quân lính từ ngày này qua ngày khác, ngọn giáo từng một thời thiện chiến này dần trở thành ổ của nhện và chuột. Nhưng mà, tướng quân không thèm để ý, hắn vẫn ngày ngày múa hát, xa hoa đến cực điểm, ngay cả con vẹt trong phủ cũng học nịnh nọt ngựa, học nịnh nọt của chủ nhân mặt trắng bạch là phải kêu gọi hòa bình trên thế giới, khiến vị tướng mỉm cười, tôi thậm chí không biết mình còn bao nhiêu đồng xu và tôi không thể giải thoát mình khỏi sự nhục cảm của tháng 9. Cuối cùng, cây giáo ngày xưa sáng loáng và sắc bén của vị tướng cũng đã hoen rỉ. Nó cũng bị nhện cắm trại và răng đầy mạng nhện, run rẩy trên mặt đất lại càng đổ nát, trở thành thiên đường di động của lũ chuột. Khi hoa đào nở rộ, mùa xuân ấm áp, tướng quân ngồi xe ngựa ra ngoài, tình cờ nhìn thấy một thanh niên đang linh hoạt biểu diễn võ thuật, liền bụng phệ đi tới hỏi thiếu niên. Người đàn ông nếu anh ta có thể chơi với ông lớn này, người đàn ông trẻ tuổi biết rõ uy tín của tướng quân, vì vậy anh ta chỉ có thể khiêm tốn nói rằng anh ta vẫn không thể sử dụng được nó. Dưới cái giấm cầu vồng của Bạch Miên Đại Sư, tướng quân cười lớn. Sau đó cất quạt xếp đi, quyết định mở rộng tầm mắt của mọi người, mới biết thứ này chỉ đáng giá 200 cân. Anh ta định cầm nó bằng một tay, nhưng không ngờ thanh tạ đó không hề di chuyển. Sau đó anh ta sắn tay áo lên, cố gắng dùng cả hai tay, Lần này anh ta nhấc được lên nhưng anh ta đã thở hổn hển và đỏ bừng vì kiệt sức, ngay cả những đứa trẻ bên cạnh cũng phá lên cười. Có thể trong mơ anh cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng mình, người đã từng dễ dàng nâng một chiếc giá ba chân với tổng trọng lượng là 400 kg, thậm chí bây giờ không thể nhấc một quả tạ 200 kg một cách trơn tru. Tướng quân biết võ công của mình là vô dụng, nhưng vẫn không muốn tiến bộ, bè nhảy xuống sông để bắt tôm cá. Anh bắt tôm cá, đang lúc chán chê thì giật mình vì một con ngỗng trời tự nhiên rơi xuống nước, nhìn kỹ thì thấy đó là của một chàng trai còn khá trẻ để lại. Còn kỹ năng kiếm thuật của anh thì sao? Đủ tốt. Không ai biết rằng anh ấy là kiếm sĩ của chúng tôi ở đây. Khi vị tướng quân nghe nói rằng ông già khen ngợi người khác quá nhiều, ông cảm thấy không hài lòng và quyết định thử xem. Chỉ là một cảnh hài hước xuất hiện. Vị tướng uy nghiêm một thời không thể kéo một cây cung tên bình thường, dù có bắn được thì sức cũng yếu, sau khi bị bầy ngỗng trời trêu chọc. Vị tướng quân không tin mà bắn thêm một mũi tên nữa, chiếc lông ngỗng rơi xuống đất trước khi chạm vào nó và gần như tự đâm vào mặt đất tướng quân tức giận đấm ngực còn người đánh cá và thanh niên bên cạnh lại cười vui vẻ chẳng mấy chốc tướng quân mở tiệc sinh nhật mọi người mang đủ loại vàng bạc châu báu bảo vật quý hiếm đến chúc mừng nịnh nọt chủ nhân một tấm biển anh hùng màu đỏ được đưa đến các tướng lĩnh một bên lập tức nhảy múa thình linh có tên lính hốt hoảng trương chạy vào hóa ra lại phát hiện ra dấu vết của địch tướng quân không ngờ quân địch bị mình đánh bạt tai như chó mất nhà lại dám xông vào lúc đó lại có lính đến báo rằng địch chỉ còn cách 10 cây số nữa là vào thành, tướng quân sợ đến ngồi không yên. Trên mặt đất trong nháy mắt, tất cả mọi người so với lúc ban đầu đến đã bắt đầu hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy, bỏ lại cả giày để chạy. Đại sư Bạch Miên đã lợi dụng sự hỗn loạn để ăn cắp rất nhiều tiền, rồi bỏ trốn. Giờ khắc này, tướng quân rốt cục nhớ tới đã lâu bỏ quên binh khí, bắt mớ tóc dài đã che ống tay áo sắt, binh khí như vậy căn bản không lọt vào mắt địch. Nhìn thấy binh lính động tác chậm chạp, tướng quân hận không thể tự mình mài giáo, nhưng một giây sau mũi giáo đã gãy làm đôi lúc này quân địch đã tiến vào tướng quân kêu cứu nhưng không có người đáp lại tấm bia anh hùng màu đỏ trên mặt đất bị dẫm nát dưới chân trở thành một sự chớ trêu lớn cửa trước đã bị quân địch chiếm giữ tướng quân lúc chạy trốn chợt phát hiện trong góc tường có một cái lỗ chó không chút do dự chuẩn bị bỏ vào chạy trốn không ngờ quân địch đã chờ sẵn ở đây đã lâu lắm rồi vị tướng từng hùng mạnh về mọi mặt lại phải chịu cảnh như thế này